Đón xem Đứa cháu nhà tài phiệt lúc 21 giờ thứ hai đến thứ sáu trên Chủ đề TV. Aga, anh điên rồi hay sao? Em phải nói xin lỗi gia đình họ vì đã đuổi họ đi mà không tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện trước. Ý anh là anh gọi em ra đây chỉ để xin lỗi bọn họ sao? Mau xin lỗi đi, Senit. Bà đang háo hức chờ xem vẻ mặt của bà già Nuten thì thấy người bị bà ta đuổi đi đưa ông Aga đích thân rước về như thế nào. Cô đợi ở đây một chút. Bà bạn già, bà ra đón chúng tôi đó hả? Ông Aga, bà đi gọi Senit ra đây đi. Lúc nãy con nghe mẹ nói điện thoại vui lắm, mà vừa thấy con thì mẹ lại nhăn mặt rồi. Sao mẹ lại giận con lâu như vậy chứ? Con là con của mẹ mà. Lúc đó con đã không nói giúp mẹ. Khi có lợi ích thì con nói dối rất thuận miệng, đúng không? Con cũng đâu có ngờ là sẽ xảy ra chuyện đó. Con đâu có thời gian để tập vợ chứ. Bà Senit à, ông Aga nói là muốn gặp bà. Aga về rồi sao? Anh ấy ở đâu? Lại có chuyện nữa rồi. Chuyện gì vậy Nuten? Ông ấy muốn bà xuống dưới sân để gặp ông ấy. Vậy thì không thể để chồng tôi đợi được. Sao phải đợi bà ta chứ? Làm vậy để làm gì hả? Em rất muốn thấy vẻ mặt của bà ta khi gặp chúng ta. Đợi mà xem. Mẹ à, chuyện này là sao Aga? Giống như em đã thấy đó. Anh đã đưa cả nhà cô Sehe về đây. Họ vẫn sẽ làm công việc trước đây của mình. Tất nhiên là sau khi em nói lời xin lỗi họ. Aga, anh điên rồi hay sao? Em phải nói xin lỗi gia đình họ vì đã đuổi họ đi mà không tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện trước. Ý anh là anh gọi em ra đây chỉ để xin lỗi bọn họ sao? Mau xin lỗi đi, Senit. Cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.